Chào mừng các em đến với môn âm nhạc lớp 1. Cô rất vui khi được gặp lại và đồng hành cùng các em trong buổi học ngày hôm nay. Để khởi động cho tiết học, cô mời các em cùng xem clip và cho cô biết con vật nào được xuất hiện trong clip này. Hình ảnh những chú voi vừa ngây thơ, ngộ nghĩnh, đáng yêu mà lại có ích trong cuộc sống của chúng ta, đúng không các em? Đó cũng chính là nội dung của bài hát Chúc mừng bạn voi của nhạc sĩ Phạm Tuyên mà cô và trò chúng ta sẽ học trong ngày hôm nay. Sau đây, cô mời các em cùng nghe bài hát Chúc mừng bạn voi, nhạc và lời Phạm Tuyên. Đang khát nước mong bao ngày, dùng vài cây nước về nơi nơi. Cảm ơn voi voi ơi. Vỗ tay lên ta chào mừng bạn voi. Vỗ tay lên voi là vui mọi người. Dùng voi hút nước rồi phun cây, cây đang khát nước mong bao ngày. Dùng vài cây nước về nơi nơi. Cảm ơn voi voi. Đang khát nước mong bao ngày, dùng vòi tươi nước về nơi nơi. Cảm ơn voi voi ơi. Trước khi vào học hát, cô mời các em đứng dậy và khởi động giọng nào. Chúng ta sẽ khởi động giọng theo mẫu âm la, đi lên và đi xuống. La 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 la. 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 Cô mời các em cùng đọc lời ca của bài hát Chúc mừng bạn voi. Vỗ tay lên ta chào mừng bạn voi. Vỗ tay lên voi làm vui mọi người. Dùng vòi hút nước rồi phun cây, cây đang khát nước mong bao ngày. Dùng vòi tưới nước về nơi nơi. Cảm ơn voi, voi ơi. Chúng mình cùng đọc thêm một lần nữa nhé. Chúc mừng bạn voi. Vỗ tay lên ta chào mừng bạn voi. Vỗ tay lên voi làm vui mọi người. Dùng vòi hút nước rồi phun cây, cây đang khát nước mong bao ngày. Dùng vòi tưới nước về nơi nơi. Cảm ơn voi, voi ơi. Bây giờ, cô trò chúng mình sẽ học hát từng câu nhé. Cô mời các em lắng nghe giai điệu câu 1. Sau đó, chúng ta sẽ nghe hát mẫu.
chào mừng bạn voi. Bây giờ cô mời các em cùng hát theo giai điệu và chúng ta sẽ thực hiện hai lần. Chúng mình cùng học hát câu 2. Cô mời các em nghe giai điệu và câu hát mẫu. Vỗ tay lên voi là vui mọi người. Ở câu 2, tiếng người ngân dài 3 phách nên khi hát các em chú ý để thực hiện cho đúng. Bây giờ cô mời các em cùng hát theo giai điệu và chúng ta sẽ thực hiện 2 lần các em nhé. Sau đây, cô mời các em cùng hát ghép câu 1 và câu 2. Các em chú ý lắng nghe hát mẫu câu 1, câu 2. Vỗ tay lên ta chào mừng bạn voi. Vỗ tay lên voi là vui mọi người. Bây giờ, cô mời các em cùng hát với giai điệu và chúng ta sẽ thực hiện câu 1, câu 2 hai lần các em nhé. Chúng mình cùng tiếp tục với câu 3 nào. Các em chú ý lắng nghe giai điệu và câu hát mẫu. Dùng vòi hút nước rồi phun cây, cây đang khát nước mong bao ngày. Bây giờ cô mời các em cùng hát câu 3 nào. Các em cùng lắng nghe giai điệu và câu hát mẫu câu 4. Dùng vài tên nước về nơi nơi, cảm ơn voi voi ơi. Trong câu 4, tiếng ơi ngân dài 2 phách, nên khi hát các em chú ý để hát câu hát cho chính xác các em nhé. Bây giờ cô mời các em cùng hát với giai điệu nào. Bây giờ chúng mình cùng ghép câu 3 và câu 4. Cô mời các em lắng nghe câu hát mẫu. Dùng vòi hút nước rồi phun cây, cây đang khát nước mong bao ngày. Dùng vài tên nước về nơi nơi, cảm ơn voi voi ơi. Cô mời các em cùng hát với giai điệu nào. Bây giờ, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau ghép cả bài. Trước khi ghép cả bài, cô mời các em cùng nghe lại bài hát mẫu một lần nữa nào. Vỗ tay lên ta chào mừng bạn voi. Vỗ tay lên voi là vui mọi người. Dùng vòi hút nước rồi phun cây, cây đang khát nước mong bao ngày. Dùng vài tên nước về nơi nơi, cảm ơn voi voi ơi. Bây giờ cô mời các em cùng hát bài hát với nhạc đệm các em nhé. Bây giờ cô mời các em cùng hát và vỗ tay theo tiết tấu. Chúng ta hát tiếng nào thì vỗ vào tiếng đó. Và những tiếng vỗ cô đã đánh dấu X màu đỏ phía bên dưới. Các em quan sát và thực hiện cho đúng. Cô mời các bạn cùng thực hiện nào.
Hình ảnh chú voi con hiện lên trong bài hát vừa ngây thơ, ngộ nghĩnh, đáng yêu mà lại có ích cho cuộc sống của chúng ta. Cô hy vọng rằng qua bài học ngày hôm nay, các em sẽ biết yêu quý và bảo vệ các loài động vật hoang dã. Ở nhà, các em tiếp tục ôn tập và tìm một số động tác phụ họa cho bài hát Chúc mừng bạn voi các em nhé. Giờ học đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những giờ học tiếp theo.